Đầu năm 2014, Toei cho ra mắt phần Super Sentai thứ 38 của mình, Hỏa Xạ Chiến Đội The Future. Trái với ấn tượng ban đầu không mấy thiện cảm, đây lại là một trong những bộ Super Sentai được chúng mình đánh giá cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Series này đồng thời cũng giúp bản thân tụi mình xác định được điều gì đáng để trông đợi nhất đối với một franchise hơn 45 năm tuổi này. Và giờ không thể để các bạn chờ lâu hơn nữa, qua kịch bản được chép bút bởi anh Danh Phương, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Hỏa Xạ Chiến Đội The Future có điểm gì đặc biệt, thú vị nhé! Lưu ý rằng video này sẽ có một phần spoil rất lớn về nội dung phim, vậy nên các bạn chưa xem phim hãy cân nhắc trước khi xem clip nhé! Còn nếu các bạn không cảm thấy phiền về điều ấy thì chúng ta cùng bắt đầu luôn nào! Thế giới này có nhiều thứ hơn những gì bạn có thể nhìn thấy. Sức mạnh của giấc mơ, sức mạnh của trí tưởng tượng. Đây là thế giới chỉ những người có imagination mới có thể nhìn thấy. Imagination, thứ có thể biến điều không thể thành điều có thể. Đó là sức mạnh vô hạn có thể thắp sáng thế giới này. Tuy vậy, nơi nào có ánh sáng hẳn cũng sẽ có bóng tối luôn tồn tại. Đế quốc Shadowlight xấu xa từ lâu đã đi chinh phạt từng thành phố một, cướp lấy imagination nhằm mục đích nhấn chìm cả thế giới này vào trong bóng tối. The Future mở ra khi năm cô cậu thanh niên là Wright, Tokachi, Mio, Hikari và Kagura lạc lên con tàu thuộc Rainbow Line, đối trọng của Shadow Line, để rồi chiến đấu và bảo vệ thế giới. Năm người họ đều mất đi hết trí nhớ, thứ duy nhất họ còn có thể nhớ được là việc đã từng làm bạn với nhau khi còn nhỏ. Tuy là thanh niên, nhưng imagination của năm cô cậu lại rất cao, vậy nên Rainbow Line đã trao cho họ Tokyo Changer để đứng lên chiến đấu chống lại Shadow Line. Phim là cuộc hành trình của 5 người bạn đi qua từng thành phố, chiến đấu bảo vệ imagination của mọi người, cũng như tìm lại ký ức đã mất của mình và trở về nhà. Để nhận xét, The Future có một cốt truyện tương đối dễ hiểu khi các tập dường như có thể xem độc lập. Điều này là một điểm cộng đối với thể loại phim hướng tới đối tượng trẻ nhỏ. Tuy vậy, phim cũng biết cách đổi mới kịch bản để tránh tạo sự nhàm chán, thể hiện ở việc ngoài việc ngăn chặn Shadowlight thôn tính các thành phố, ở nửa sau, nhóm The Future còn đến và giải cứu cho những nơi đã bị chìm hẳn trong bóng tối. Trên hết, phim vẫn có một vài chuyện chính thống nhất từ đầu tới cuối, đó là hành trình tìm lại ký ức của năm bạn trẻ. Những mảng ký ức dần dần được tiết lộ sẽ khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Tiếp theo là phần nhân vật. Khác với những bài review trước đây, ở video này, chúng mình sẽ không giới thiệu chi tiết từng nhân vật vì bản thân yếu tố nhân vật không phải là điểm đặc sắc nhất của cả phim. Đầu tiên là Rainbow Line, những người bảo vệ imagination của con người. Năm người của nhóm Tokyo được xây dựng theo motif của một nhóm bạn thường thấy. Wright, Tokyo Ichigo, trung tâm và là lãnh đạo của cả nhóm, một chàng trai nhiệt huyết và năng nổ. Takachi, Tokyo Niko, màu sắc, nhút nhát và có phần vụng về. Mio, Tokyo Sango, chu đáo, ân cần, trưởng thành, có thể coi như người mẹ của cả nhóm vậy. Hikari, Tokyo Yongo, lạnh lùng, ít nói nhưng lại cực kỳ thông minh. Và cuối cùng, Kagura, Tokyo Koko, nhí nhảnh, hồn nhiên, luôn tràn đầy năng lượng. Nhóm bạn nhận được sự giúp đỡ từ trưởng tàu và con rối Delta Ticket, cũng như phục vụ tàu Wagon. Sau này, nhóm Tokyo còn đón thêm thành viên thứ 6 gia nhập là Akira, Tokyo Rokugo. Anh từng đứng trong hàng ngũ của Shadow Line nhưng đã hoàn lương trở thành người bảo trì đường ray cho Rainbow Line. Để nhận xét, có thể nói đây là một dàn nhân vật rất kén người xem, đặc biệt gây khó chịu với những ai mong đợi rằng Super Sentai sẽ đi theo hướng nghiêm túc. Năm nhân vật chính tuy có tính cách riêng, xây dựng nổi bật cùng tương tác qua lại, nhưng được thể hiện với bộ đồ sặc sỡ, khuôn mặt búng ra sữa và đặc biệt hành động không giống lứa tuổi thanh niên ắt sẽ làm cho những người xem khó tính cảm thấy khó chịu. Song, điều này phần nào lại rất hợp lý khi những diễn biến xảy ra sau này của bộ phim, khi thân phận thực sự của nhóm năm bạn trẻ dần được tiết lộ. Có thể nói, sự tinh nghịch, nhoi nhoi của dàn nhân vật là một chủ đích đã được lên ý đồ rất rõ ràng với các nhà làm phim. Còn về phía phe Shadowlight, chúng ta có đại tướng Swatch, nam tước Nero, phu nhân Noir, cùng con gái là quý cô Greta, hầu tướng Mork và hoàng đế Zed, một kẻ tuy lãnh đạo phe bóng tối nhưng lại bị ám ảnh bởi những thứ lấp lánh. Điểm sáng của phe phản diện có lẽ nằm ở chuyện tình giữa Greta và Swatch cùng nội tâm phức tạp của hoàng đế Zed.
Nhìn chung, vẫn như rất nhiều bộ Super Sentai do biên kịch Kobayashi Yasuko chấp bút đảm nhiệm khâu kịch bản, bà vẫn rất tập trung khai thác tuyến phản diện xuyên suốt cả bộ phim với những chuyển biến rõ rệt cùng chiều sâu trong nội tâm, giúp cho khán giả có thể đồng cảm ngay cả với những kẻ đứng đầu ở bên kia cán cân của công lý. Tiếp theo là về phần thiết kế phục trang và mecha trong phim. Tạo hình của phe phản diện Shadow Line được làm rất chi tiết, lấy cảm hứng từ thời kỳ Victoria của Anh và dựa trên giai cấp quý tộc thời đó. Điều này là hợp lý vì xe lửa của Shadow Line là loại xe hơi nước kiểu cổ, gắn liền với cách mạng công nghiệp nổ ra ở đất nước này. Trái lại, với một series nói về trí tưởng tượng thì phục trang của nhóm Tokyo lại được làm hết sức đơn giản, chỉ với đường ray gắn trên mặt, thanh chắn tàu cùng với con số trên ngực. Song, điều này có lẽ có thể thông cảm được bởi nhóm Tokyo áp dụng cơ chế thoán đổi toa tàu tương ứng với màu sắc chủ đạo trong quá trình chiến đấu để tăng tính linh hoạt và sự tương tác giữa các thành viên với nhau. Song, điểm yếu dễ nhận thấy nhất của Tokyo có lẽ tới từ các red shard đơn lẻ cũng như những hình dạng hợp thể. Cơ chế lắp ráp của hầu hết các tai trong Tokyo có thể tóm gọn bằng việc nó đơn giản tới mức nhàm chán, tiêu biểu với việc là các tai chính là 5 con tàu ghép dọc với nhau. Và thế là hết. Không chỉ đơn giản trong cách lắp ráp, mecha trong Tokyo còn tối giản về cả mặt thiết kế. Ngoài việc có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt khán giả nhí và phù hợp với tinh thần của bộ phim, thì những thiết kế này khó có thể coi là đẹp được, nhất là khi ta đem so sánh với những gáp thai lấy motif tàu hỏa trước đó là Grand Liar của Google 5 hay Travelion của Magi Ranger. Có vẻ nãy giờ chúng mình đã khắt khe trong việc nhận xét bộ phim nhỉ? Nhân vật có phần hơi khó tiếp nhận, tạo hình và cắt tay đơn giản hết mức tưởng tượng. Nhưng sau tất cả những điều đó, tại sao chúng mình vẫn đánh giá Tokyo là một trong những bộ Sentai hay nhất trong những năm gần đây? Tất cả đều nhằm trong tính toán và một phần mạo hiểm của Toei khi sản xuất series này là: đầu tiên, 5 nhân vật chính thật ra đều là trẻ con. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. 5 người bạn của chúng ta thực chất chỉ là những đứa trẻ con, do quê nhà của cả 5 bạn bị Shadow Line thôn tính nên mới phải trôi giạt lên Rainbow Line. Sự kiện đó là quá sốc đối với 5 đứa trẻ nên chúng bị mất hết trí nhớ về gia đình và cuộc sống trước đây ở quê nhà. Thứ duy nhất chúng nhớ được là về từng làm bạn với nhau. Có lẽ do đã từng cùng nhau đứng nắm tay đối diện với bóng đêm khi quê nhà bị bóng tối bao phủ. 5 đứa trẻ được chủ tịch của Rainbow Line dùng trí tưởng tượng của mình biến chúng trở thành người lớn, sử dụng thể lực của người trưởng thành cộng với imagination dồi dào của trẻ con để chiến đấu với Shadow Line. Điều này đã giải thích tất cả. Do bản chất trẻ con, hành động của 5 chiến binh Tokyo phải có nét tinh nghịch, hiếu động, hơi khó coi đối với một thanh niên. Và cũng vì là trẻ con, tạo hình khi trưởng thành của chúng cũng phải có nét yếu ớt, không được quá gai góc, vạm vỡ để không tạo khoảng cách lớn giữa hai bản thể người lớn và trẻ em. Cũng vì lý do này, mọi thứ trong thế giới của Tokyo đều bám quanh thế giới của những đứa trẻ như một câu chuyện cổ tích. Không cần giáp chế nặng nề, cắt tay phức tạp, sức mạnh của Tokyo đơn giản như bản chất của trẻ con vậy, nhưng lại rực rỡ và đầy phép màu. Toei đã có một quyết định mạo hiểm, đánh đổi những ấn tượng ban đầu để bám sát với ý tưởng gốc một cách chặt chẽ nhất có thể. Điều này có thể là mất lòng những khán giả thiếu tính kiên nhẫn. Nhưng với những fan trung thành của dòng phim Super Sentai, về việc biết được bí mật này rồi truy lại những điều Toei từng làm, lại là một cú twist lớn chưa từng có trong lịch sử của dòng phim Super Sentai. Vậy yếu tố thứ hai, mọi điều trong phim đều giản dị, gần gũi, gắn bó với cuộc sống của trẻ con. Trưởng tàu và chủ tịch của Rainbow Line đều là những nhân vật hơi kỳ dị, với một người có con rối trên tay là Ticket và một người đội mũ đầu thỏ. Tất cả đều không được giải thích vì sao cho đến tận cuối phim. Và điều duy nhất khán giả có thể nói đó là thế giới trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ thật độc đáo và phong phú. Mọi vấn đề của phim cũng không cần quá đau to búa lớn như giành danh hiệu của Last Ninja hay giải phóng cả vũ trụ, mà được xây dựng thật giản dị. 5 đứa trẻ muốn trở về quê nhà với lễ hội ngắm sao của địa phương, về với cái cây, căn cứ bí mật của chúng và đặc biệt là về với gia đình thân yêu. Nói thêm một chút về nhân vật Akira, Tokyo Rokugo. Anh được xây dựng như một người bạn trong trí tưởng tượng của trẻ con, hay còn gọi là Imaginary Friend. Điều này được thể hiện trong movie hậu series
khi năm người bạn này đã trưởng thành, mất đi imagination và rồi họ không còn có thể nhìn thấy Akira được nữa. Và thân phận cũ của Akira, Zaram, một cựu tướng của Shadowlight với năng lực cực kỳ tàn bạo, có thể cướp đi rất nhiều imagination. Bạn có thể đoán ra được nó là gì không? Nạn đói, chết chóc, điểm kém hay bị crush từ chối? Thật ra, năng lực khủng khiếp đó chỉ đơn giản là gọi mưa. Nhưng như lời giải thích của chính Akira trong phim, do mưa mà các hoạt động yêu thích của trẻ con như dã ngoại, đi công viên, thi đấu thể thao ngoài trời đều bị hủy hết, từ đó con người toát ra bóng tối. Nguyên nhân thật ngây ngô nhưng cũng rất đúng, vì chúng ta hồi bé chắc cũng ít nhất một lần ghét ông trời đổ mưa, làm lỡ kế hoạch đi chơi của mình. Đây thật là một chi tiết giản dị tới mức tinh tế, tạo đồng cảm được với nhiều người. Và sau tất cả là những hình ảnh đẹp cùng soundtrack tươi sáng. Có thể nói, The Culture đã làm rất tốt khoản hình ảnh và âm thanh, tạo được những điểm nhấn chậm rãi để khán giả cảm nhận và suy nghĩ. Có thể kể đến hình ảnh Zaram đứng nhìn cầu vồng sau cơn mưa, nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên để rồi hoàn lương, từ bỏ Shadowlight. Hay như hình ảnh năm người bạn của chúng ta, tuy chìm vào bóng tối nhưng vẫn vững vàng, nắm lấy tay nhau động viên, cùng vượt qua khó khăn để chiến đấu và trở về nhà trong tập 23. Phim đã lồng ghép rất khéo những chi tiết từng khớp tàu được liên kết với nhau giống như cái nắm tay giữa những người bạn. Năm người trưởng thành đối diện với thử thách to lớn đã là điều đáng khâm phục. Nhưng năm đứa trẻ con dám đối diện với bóng tối thì đó quả là phép màu vĩ đại nhất, phép màu của tình bạn thuần khiết và dũng khí của tuổi trẻ. Trước bóng tối, tình cảm và niềm tin của lũ trẻ đã tỏa sáng, thắp lên vùng ký ức bị khuất, gọi ra ánh cầu vồng của hy vọng. Ở tập cuối, imagination của tất cả các gia đình được gửi gắm vào lồng đèn, kết thành đường dây ánh sáng giải cứu 5 người bạn và Rainbow Light đang bị kẹt trong bóng tối. Tuy là người lớn, imagination tuy không có nhiều như trẻ con, nhưng nỗi niềm hướng về người thân, con cái của họ vẫn là thứ phép màu tạo ra kỳ tích. Mỗi thể loại tokusatsu đều có những nét đặc trưng khác biệt nhằm tôn lên thương hiệu và có chỗ đứng trong lòng của trẻ nhỏ và các khán giả trưởng thành. YouTuber Microsatsu đã nói trong video của mình rằng anh xem Garo vì cách họ xây dựng thế giới, xem Camera Rider vì nhân vật đa dạng, xem Ultraman về sự kết nối và di sản của các series tiền bối để lại, còn Super Sentai là vì thông điệp tình cảm của phim muốn gửi gắm. Với cá nhân mình, không phải một câu chuyện quá phức tạp, một dàn nhân vật đông đảo hay các màn action đỉnh cao. Thứ làm nên thương hiệu cho Super Sentai chính là các bài học gửi gắm về tình cảm gia đình, tình đồng đội, tình cảm đoàn kết giữa người với người, vượt qua cả không gian lẫn thời gian. Để mà khi xem xong một tập Sentai, chúng ta nhìn thấy phần sáng cho mỗi con người, cảm thấy ấm áp hơn, có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống này, có thêm nhiều động lực làm thật nhiều việc tốt. The Culture, như đã nói ở trên, như một câu chuyện cổ tích đầy phép màu, nơi giá trị về tình yêu, tình bạn, sự liên kết giữa người với người được thể hiện một cách giản dị mà tinh tế qua lăng kính trẻ thơ, thứ mà đôi khi chúng ta đã vô tình quên mất khi trưởng thành. Theo chân Rainbow Light cùng năm bạn nhỏ trở về nhà, nhưng đồng thời mỗi chúng ta cũng sẽ được nhìn lại một phần tuổi thơ của mình trong đó, những tháng ngày hồn nhiên vô tư được ở với gia đình, có bạn bè ở bên. Với những bài học, những thông điệp, cảm xúc đầy vẻ đẹp nhân sinh đó, Super Sentai nói chung và The Culture nói riêng đã truyền đạt một cách vô cùng thuyết phục tới cho bao thế hệ khán giả. Bài review của chúng mình sẽ khép lại tại đây. Nếu như các bạn có cảm nhận khác về bộ phim này, các bạn hãy để lại bình luận ở phần bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào! アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。